rồi nè. Anh về rồi nè. Trời ơi, anh Quốc kìa. Công nhận luôn á nha, kể từ khi lên làm quản lý á, anh thấy phong cách của anh đỉnh đạt hơn hẳn á. Ủa, bà đang nấu gì vậy? Nấu cháo bí đỏ, đơn giản thôi, đem vô bệnh viện á mà. Trời ơi, nay Diễm My chính xấu, đảm đang dữ vậy ta. Khi yêu á, người ta thường thay đổi theo hướng tích cực ha. Lúc chia tay người ta cũng thay đổi vậy đó. Cái anh này, cái mẹ mắm mắm muối à. Ủa, bữa nay nhà mình ăn mắm hả? Dạ không, con lại mới về. My, ủa nghe nói là con bị bộ đá hả? Ủa, cái gì vậy? Nấu cháo cho ai vậy hả con? Nè, có bộ mới rồi phải không? Có gì đâu cô. Có thì nói đại đi, giấu làm gì nữa. Có gì hết cô Liễu ơi, không có phải như vậy đâu. Thôi con đi cô ơi. Con đi cô ơi. Mấy cái đứa này thiệt á. Dạo này cô thấy hả, mấy đứa hay tụ tập rồi không biết làm gì hết. Lúc nào cũng chừa cô lại đây một mình hết. Có phải gì không Julian? Dạ. Em nghe nè. Hôm nay em có nấu cháo bí đỏ cho anh á. Em chuẩn bị đem qua cho anh nè. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Julian thằng con. Dạ con nè. Ủa, nó đâu, nó đâu? Ủa trời, nãy giờ người ta thay đồ đi 2 tiếng đồng hồ rồi cô. 2 tiếng đồng hồ rồi hả? Tôi chết cô rồi. Cô ngủ quên. Ủa cô đi lên người ta mà ngủ quên luôn là sao? Thì tại chờ nó lâu quá không thấy nó về, cho nên cô mới ngủ quên. Chết cô rồi. Dạ em biết rồi. Dạ em chào chị. Ủa sao tự nhiên Nguyên đòi lên chùa vậy anh? Chắc là chán cái gì đó. Mày yên tâm, lên chùa vài bữa đâu cũng về. Thôi anh đi làm nha. Thôi đi làm sớm giờ, ngồi đây với em thêm xíu đi. Trễ giờ anh rồi. Vậy thôi tí nữa đi làm xong á là ăn cơm với em đó nha. Ok luôn. Ủa? Tóc em dính gì hả? Đưa lên lấy cho. Ui. Anh đi nha. Không, bây giờ anh lấy thiệt cho nè. Phía sau nè. Đó. Chút nữa đi làm xong ăn cơm với em nha anh Sĩ. Xin lỗi anh Julian nha. Em cũng không có muốn giấu anh đâu. Mà tại vì em sợ mất công tới tay mẹ của Nguyên nữa. Không sao đâu, em yên tâm. Anh hiểu mà. Anh sẽ giữ bí mật chung với chị Hoa. Chị thấy em có người yêu á, anh vui lắm chứ bộ. Thiệt hả? Hay bây giờ sẵn lỡ hả, mọi người biết hết rồi, để tôi kể kỹ hơn cho nghe. Chuyện là bởi vì như thế. Chuyện là nè mấy đứa. Nè nữa. Vậy là sao? À, Julian, khoan đã. Con, cả con cũng bỏ cô đi nữa hả? Dạ, xin lỗi cô. Trước đây á, mấy đứa kia bỏ đi, còn bây giờ Julian cũng hùa theo bỏ đi nữa là sao? Tối nay cô sẽ cho con biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Nè 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 mấy đứa ơi. Dạ. Cô có một bí mật động trời muốn kể cho mấy đứa nghe nè. Ôi gì vậy cô? Ly kỳ hấp dẫn lắm. Ngồi kể nghe cô. Trời dễ sợ lắm. Thật ra chuyện này á, cô định giữ bí mật cho đến lúc chết, nhưng tại vì quý mấy đứa quá cho nên cô mới quyết định bật mí ra đó. Nhưng mà tuyệt đối không được kể cho Julian nó nghe đó nha. Chỉ được bí mật giữa cô cháu mình thôi đó. Mà vụ gì cô? Được rồi, để từ từ cô kể cho nghe. Chuyện là cô với ông Tài muốn làm đám cưới và cô đã nhận lời. Nhưng mà trong lòng của cô
vẫn còn tơ tưởng đến một người đó. Nè, mấy đứa có biết là ai không hả? Người đó mấy đứa biết đó. Đó là người đàn ông mà đứa đây trẻ củi lần trước đó. Mấy đứa có nhớ không? Julian, Julian tới kìa. Nè, thôi ha. Bây giờ vô phòng. Vô phòng cô kể tiếp cho nghe nha. Đi vô. Dạ, cô Liễu. Trời ơi, còn đoạn kết này ly kỳ hấp dẫn lắm. Thôi lần sau tụi con nghe tiếp. Trời ơi. Đi. Thôi mà lần sau nghe đi cô. Không vô tháng sau cũng tăng tiền phòng đó. Cái chuyện phút xa hấp dẫn lắm hả cô Liễu? Hồ hấp dẫn liền. Trời ơi, hấp dẫn lắm đó. Hấp dẫn lắm đó. Đi thôi mọi người. Đi vô nghe nè. Không có còn đâu ha. Đừng có mơ. Nè mấy đứa, sống với lại cô Liễu đó. Cô Liễu là người sạch sẽ, cho nên là ý tứ chú ha. Dạ tụi con biết rồi. Con biết là cô Liễu sạch sẽ. Có khi hả một ngày cô Liễu đánh răng 7-8 lần luôn mà. Đôi khi cái tính cách con người nó diễn rất không bằng đấy. Cho nên nhìn bà, tiếng bà rất sạch sẽ. Ông nói thiệt chứ. Thôi giờ tôi về ha. Ông về đi kéo trễ đó. Trời ơi. Dạ con chào bác. Về nha. Dạ. Đi được cẩn thận nha ông. Cà hả? Phải. Là bạn tôi đi Tây Tạng mua cho đó. Quý lắm. Sẵn tiện ra ngoài tôi ghé công ty đưa cho ông nha. Thôi khỏi đi. Không ấy bà ghé nhà tôi bà đưa cho tôi luôn nghe. Hả? Qua nhà? Nói chung thì cũng nên qua nhà tôi thường xuyên, gặp gỡ người thân ở trong nhà tôi để mà kết tình thân thiết đó mà. Ông nói cũng phải. Hay là vậy đi. Mình sẽ tổ chức một cái buổi trà đạo qua nhà tôi, bà thấy sao? Trà đạo hả? Nghe hay đó. Rồi quyết định vậy nha. Dạ, con chào bà. Xin chào. Ông về chưa con? Dạ chưa bà. Không sao, cô sẽ đợi. Chào cô mới tới chơi hả? Phải đó. Em nghe nói là cô tính tổ chức trà đạo hả cô? Phải, tôi cô mang theo ít trà ngon nữa đó. Tiếc quá, em không thích trà cho lắm. Em xin phép không tham gia nha. Cũng không sao. Dạ, bà ơi, con mời bà ngồi. Cảm ơn con. Ủa, có chuyện gì mà bữa nay em về sớm vậy? Em về xíu em đi liền à? Dạ, con hiểu chú. Ủa, dạ chào cô. Chào con, lâu quá không gặp. Bữa nay sao ba em về trễ dữ vậy ta? Công nhận nghe, em trai của cô Hoa đó, vừa cao ráo lại đẹp trai nữa, y như là hoàng tử vậy đó. Cảm ơn cô quá khen. Hai chị em á cũng may mắn, cao ráo sáng sủa, chắc là nhờ giống mẹ nhiều hơn đó cô. Ba cô mà nghe như vậy chắc là sẽ buồn lắm đó. Dạ đâu có gì đâu buồn cô, đó là sự thật mà, giống mẹ thì nó giống mẹ. Tôi định làm ma cho em trai của cô đó, nhưng mà không biết mẫu người của em cô thích như thế nào nữa. Cảm ơn cô tốt quá. Nhưng mà từ xưa tới giờ hả, thằng em của em nó ngộ lắm, nó thích sách không à, nó không có thích mẫu người nào hết á. Không phải đâu, em trai cô Hoa chỉ thích những người con gái á, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi chuyên đi gây chuyện thôi à. Alo, sao giờ này em vẫn chưa về vậy? Về liền, vì sao? Có người chút chuyện cần giải quyết á, tôi làm xong tôi về liền. Mà xong rồi, nghe. Không mấy bây giờ, bà nói chuyện với con Hoa đi nha. Rồi, vậy nha. Dạ, tôi biết rồi mà. Dạ. Con xong chưa? Về liền, cô Liễu đang đợi ở nhà. Mau lên, đi. Dạ. Đi. Cái thằng.
Cô Hoa, cô Hoa ơi. Dạ, cô gọi em hả? Cô Hoa, dạo này á, cô còn tập taekwondo không? Tập taekwondo để làm gì cô? Ba kỳ quá ta. Giờ này còn chưa về nữa, để khách chờ lâu quá, kỳ cục thiệt. Trời, người gì đâu mà bất lịch sự gì đâu. Trời. Ôi da, sao ở nhà không đau quá đi, đau dữ vậy trời. Dạ, hồi nãy lúc con đi đổ rác là con không có thấy bà ở đâu rồi cô. Kỳ vậy. Giỏ sách của cổ còn ở đây. Nhưng chắc cổ trong nhà vệ sinh quá. Làm ơn xuống giùm cái đi bà. Làm ơn đi, tôi đang nghĩ mày đó. Ở đây hoài kỳ cục cái mộ luôn à. Sao bây giờ? Cô Liễu ơi, cô Liễu. Cô Liễu ơi, trong đó không vậy? Gì vậy con? Ba, hình như cô Liễu ở trong đó đó. Có sao đâu. Trời đất ơi, toilet ở đây bị nghẹt rồi, không có đi được đâu. Trời. Ba thôi thôi, con lên con nè. Liễu ơi, bà có ở trong đó không Liễu? Về rồi nè. Liễu ơi, ba nói chuyện với ai vậy? Cô Liễu. Nãy giờ con về con có thấy bóng dáng cô Liễu đâu không? Dạ con không có thấy, nhưng mà như đồ cổ còn để ngoài phòng khách á. Vậy là con ở đây. Con không có trong này hả ba? Nãy giờ không thấy trả lời nè. Vậy chắc cổ đi nhà vệ sinh ở trên lầu rồi đó. Để con lên trảnh kiếm cổ nha. Bà Liễu á hả? Đây tôi về rồi đấy, bà đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Ủa vậy à? Ủa sao tôi hẹn với bà là tôi về rồi mình cùng dùng cơm rồi pha trà uống với nhau? Tôi tại vì có khách đột xuất đến nhà cho nên tôi phải chạy về gấp. Xin lỗi ông nha. Bà uống bà về sao mà đồ đạc rồi còn để ở đây? Vội quá nên tôi để quên. Ủa sao mà bà nói bà về mà sao tôi nghe cái tiếng văng vẳng ở trong toilet nè? Đã nói là tôi đang ở nhà mà. Ủa, bà nói bà ở nhà sao cửa toilet bị chốt bên trong? Bà ơi, con kiếm nát ở trên đó luôn rồi, không có cô Liễu. Con chắc chắn cô Liễu trong đây nè. Cô Liễu ơi, cô Liễu ơi, Liễu, có phải là cậu bị nghẹt không? Toilet đâu có bị nghẹt đâu. Có không nghẹt chứ bà làm gì ở trong? Tại nóng quá, tôi tự nhiên tôi muốn đi tắm. Toilet bị nghẹt, con chắc chắn luôn. Vợ con nói toilet này bị nghẹt mà. Bà đi tắm hả? Thôi thì bà cứ thủng thẳng tắm đi nha. Tôi chờ bà ra ngoài nha. Rồi vậy đi. Đi thôi. Toilet bị nghẹt thiệt á. Biết, tao biết. Trời ơi, mày đó. Mày giúp chồng tao cái đi. Mày mà cứ ở đây hoài tao chết á. Ông Tài ơi,
ơi, con biết phải làm gì nó mới chịu xuống đấy không? Đôi khi cái tính cách con người nó thì chuyện nó không hoàn, cho nên nhìn qua lại tiếng bà rất sạch sẽ. Ông nói thiệt chứ? Thiệt chứ sao không? Vô đi. Bà ơi, tới giờ ăn rồi mà cô Liễu vẫn còn trong toilet chưa ra. Vậy hả? Giờ cần xông cửa vô ông ba. Quay. Liễu ơi. Bà sắp xong chưa? Còn lâu không? Tôi xin lỗi ông. Tôi ngủ quên. Trời đất, mà ngủ quên hả? Cô ở trong lâu lắm rồi đó cô. Liễu ơi, tới giờ ăn cơm rồi đó Liễu. Bà ra ăn đi để em thôi cả nhà chờ. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ăn sau. Thôi mà, cứ ra ăn đi ha. Cô ơi, cô cứ ra đi. Nếu toilet bị nghẹt á thì con kêu người tới thông cho. Tôi đâu có nghẹt đâu. Không có. Chứ sao cô không chịu ra? Tôi đã nói rồi, tôi buồn ngủ thôi mà. Trời ơi, là như ở trong đó thơm đâu gì ngủ. Thôi cô ra đi cô ơi, chỉ có toilet bị nghẹt cô mắc cỡ cô mới không dám ra thôi. Nhà con biết mà, nè ba con nè, ổng đi bị nghẹt hoài mà con thấy ổng có mắc cỡ giống cô đâu. Thật là không nghẹt mà. Không nghe. Cô ra đi cô ơi. Thôi mày im đi. Liễu ơi, cái này hỏi thiệt nha, bị nghẹt phải không? Phải. Ông ơi, nó bị nghẹt rồi. Tôi xin lỗi. Trời ơi, cái chuyện bình thường thôi mà, có cái gì phải xin lỗi. Thấy chưa, con nói nghẹt mà không tin con. Thôi giờ cô đi ra đi, để đó con giải quyết cho. Nhưng không phải là nghẹt mấy thứ dơ bẩn như mọi người nghĩ đâu. Là giấy, chỉ là bị nghẹt giấy thôi mà. Nghẹt nào cũng là nghẹt mà cô. Bây giờ cô cứ đi ra đi, để đó con làm cho. Thôi, mày tránh ra đi. Thôi Liễu ơi, nghe lời tôi, ra ngoài ăn cơm ha. Nói chứ thôi cô ra đi cô ơi. Tôi, mọi người cứ ăn đi, tôi chưa ra được đâu. Trời ơi, bà phải ra ăn chứ. Bà ở trong đó hoài mà không ăn cơm rồi nó hạ đường huyết, rồi bà xỉu luôn ở trong đó thì sao? Bà Liễu ơi, tôi để cơm ở trước cửa đó, có gì á bà. Cô chưa chịu ra nữa hả bà? Làm vậy chi không biết nữa. Em không cảm đi, chắc cô sợ xấu hổ khi người khác thấy mình vậy thôi. Nữa. Trốn ở trong đó hoài giải quyết được chuyện gì chứ. Người gì đâu mà lì dễ sợ. Thôi mấy đứa mệt rồi lên phòng ngủ đi, tắt đèn đi. Trời ơi, mới giờ này ngủ gì ba, còn sớm mà, ngồi đi chơi, hồi đợi cô Liễu ra nữa. Trời ơi, tự nhiên buồn ngủ đột xuất quá, đi ngủ em ơi, đi ngủ. Bà thấy con thông minh ghê chưa? Biết rồi. Đi ngủ em ơi. Vô đây con. Nè, nhớ nè,
Con mở xong á, con phải có cái gì con nại cái chỗ cửa lên nghe chưa? Trời ơi, gì mà như khách sạn quá trời kìa luôn. Đây không? Liễu ơi, tôi đây, tôi đây. Ông mau đi ra đi. Liễu, đi mà. Không. Ông làm vậy tôi xấu hổ lắm đó, đi ra đi. Liễu, tôi trong đây mà. Liễu. Ông bà yên tâm đi, bà ra ngoài đi, không sao. Con kia đang làm gì đó? Đi ra ngoài, mau đi ra nhanh lên. Có cái gì đâu, yên tâm đi, cái chuyện người thợ người ta tới người ta sửa, người ta sửa xong. Bây giờ không khóc. Thôi, đi với tôi, ra ngoài nha. Đi ra ngoài. Ở trong này cả ngày mà chịu được hay thiệt. Em trai, làm đi nha, anh đóng cửa lại. Chắc là ông thất vọng tôi lắm mà, phải không? Có gì đâu thất vọng. Ở đời ai chả có đi đại tiện. Chứ lại bà đừng có lo, cái người thông cầu đó tôi kêu ở tận Củ Chi lận, cho nên không ai biết cái gì đâu. Nhưng mà chắc là ông đã nhìn thấy rồi mà. À không. Ừ, tôi đợi là làm xong rồi tôi mới vào. Cho nên bà đừng có buồn nữa. Bởi vì theo tôi nghĩ thì cái tính cách con người là nó hiện ở trên khuôn mặt đó. Đối với tôi á, bà luôn là một người phụ nữ rất là sạch sẽ. Ông đang cười nhạo tôi mà đúng không? Sạch sẽ như bà ăn trong toilet chứ. Ô không, tôi nhạo bà hồi nào. Quan trọng ở đây á là tấm lòng con người bà. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Với tôi á thì trái tim của bà đó nó trong trắng, nó thuần khiết, nó giống như là ánh ban mai vậy đó. Thật. Ông nói thiệt chứ? Trời ơi, tôi nói dối bà làm gì?